Linh Sam mấy bạn, nhánh này là rễ quá trời. Cái này Linh Sam đau điểm nha bạn, dòng bông tím đau điểm. Bạn nhánh mấy bạn ơi, dạo này gửi hàng cũng nó khó hơn tí xíu, khó hơn lúc trước một tí xíu nha, nên mình một số anh em mua hàng thì mình để đó, mình gom khoảng nhiều nhiều cái bắt đầu mình đóng một lần rồi mình gửi một lần luôn các bạn. Nè ra để mặt dưới nha. Quá trời. Chứ mình không có đóng hàng ngày như xưa nữa. Gom nhiều tại này dạo này bán cũng ít thôi bạn ơi. Gom đơn hàng cho nhiều nhiều rồi mình đóng rồi bu cục vô nó lấy. Ra quá trời. Ra để quá trời bạn ơi. Nhìn mấy cái bầu này ra rễ quá trời. Này chắc vài bữa phải cắt vô hết dầm lại. Linh Sam đau điểm nha bạn. Anh em nào mua 10.000 nhánh bao ship. Tính là khoảng 8.000 các bạn. 8.000 ạ. Tại bao ship nên bắt buộc 10.000, nhưng mua tại vườn thì khác. Vườn thì rẻ hơn. Sam đau điểm nha bạn.